Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Quý vị hãy cùng dành ra thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trên kênh tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình an ninh thế giới 24 giờ hôm nay, mời quý vị các bạn đến với những tin chính sau đây. Trung hứng chịu đợt lũ lụt kinh hoàng, chính thức công bố thiệt hại nặng nề. Tiết lộ bí mật đòn trả đũa lợi bất cập hại của Trung Quốc. Trung Quốc tức giận phản ứng kế hoạch đặt tên lửa đạn đạo ở các nước láng giềng của Mỹ. Úc quyết chơi lớn, chi 10 tỷ đô la Mỹ đối phó nguy cơ xung đột với Trung Quốc. Mỹ gửi nhiều vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine để đối đầu với Nga. Tướng Mỹ bất ngờ tiết lộ cách mà NATO chặn đứng Nga trên Biển Đen. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng. Trung hứng chịu đợt lũ lụt kinh hoàng, chính thức công bố thiệt hại nặng nề. Tân Hoa Xã ngày 14 tháng 6 dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết khoảng 16,31 triệu người dân tại 30 khu vực cấp tỉnh trên khắp Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong tháng 5 năm 2021, trong đó ít nhất 44 người tử vong hoặc mất tích và khoảng 138.000 người phải sơ tán. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho hay thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 14,87 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,33 tỷ đô, trong khi hơn 5.000 ngôi nhà bị sập và 240.000 ngôi nhà khác bị hư hại do thiên tai. Nhiều trận động đất với cường độ trên 5,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tự trị Dạng Tị thuộc Châu Tự trị Dân tộc Di Đại Lý, tỉnh Vân Nam vào ngày 21 tháng 5. Vài giờ sau đó, sáng ngày 22 tháng 5 tại huyện Mã Đa thuộc khu tự trị dân tộc Tạng Golov, tỉnh Thanh Hải cũng xảy ra động đất mạnh 7,4 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 17 km. Ngoài các trận động đất, Trung Quốc chủ yếu bị ảnh hưởng bởi mưa đá và lũ lụt trong thời gian này, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp. Ủy ban sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 24 tháng 5 đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt ở sông Dương Tử, nơi mực nước của các trạm kiểm soát chính ở khu Trung Lưu và Hạ Lưu cao hơn khoảng 2,3 đến 4,1 mét so với mức lịch sử và cao hơn từ 4,6 đến 7 mét so với cùng kỳ năm 2020. Bộ Thủy lợi cho biết Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt chính từ ngày 1 tháng 6 sau khi hứng chịu một loạt trận mưa lớn ở miền Nam kể từ tháng 5. Trong tháng 5, số vụ cháy rừng giảm 84,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 22 vụ. Tiết lộ bí mật đòn trả đũa lợi bất cập hại của Trung Quốc. Tuần qua, Trung Quốc đã thông qua luật chống trừng phạt đồng nghĩa với việc nước này đã bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến lược phản ứng lại các biện pháp trừng phạt của nước ngoài đối với Bắc Kinh. Luật mới cho phép Trung Quốc ăn miếng trả miếng để nhằm vào quan chức, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan việc trừng phạt Bắc Kinh. Điều này cũng cho thấy Trung Quốc ngày càng không thể tự định hình vị thế trong khu vực cũng như cạnh tranh với Mỹ. Ngược lại, các hành vi của Bắc Kinh giờ đây bị định hình bởi cách tiếp cận có tính trật tự và theo chiều hướng kết nối các đồng minh mà chính quyền Washington dưới thời Tổng thống Joe Biden theo đuổi trong chính sách đối ngoại, xây dựng liên minh cũng như chính sách đối với Trung Quốc nói chung. Có lẽ Mỹ cùng các đối tác sắp tới sẽ còn gia tăng áp lực đối với Trung Quốc. Trong khi đó, bản chất luật chống trừng phạt của Trung Quốc có thể gây tổn hại cho chính nước này bởi Trung Quốc là một quốc gia có quy mô thương mại rất lớn, bởi điều đó có thể khiến các tập đoàn quốc tế lo ngại các rủi ro khi làm ăn với Trung Quốc. Không những vậy, việc Trung Quốc đưa ra luật mới để chống trừng phạt còn cho thấy Bắc Kinh chẳng hề sẵn sàng hành xử theo hệ thống luật lệ quốc tế. Trung Quốc tức giận phản ứng kế hoạch đặt tên lửa đạn đạo ở các nước láng giềng của Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra bình luận trên trong bài phát biểu trước hội thảo về giải pháp vũ khí của Liên Hợp Quốc. Trong đó, ông kêu gọi tăng cường nỗ lực đàm phán hạt nhân với Iran và chỉ trích hành vi bắt nạt đơn phương của Mỹ. Bình luận được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt mà họ từng áp đặt với Iran trước một vòng đàm phán mới ở Vienna, tổ chức vào ngày 12 tháng 6. Nó cũng xuất hiện trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần tới giữa ông Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông Vương Nghị nói, thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran là một thành tựu ngoại giao đa phương quan trọng nhận được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như trong các nghị quyết đã nêu và là trụ cột quan trọng cho sự không phổ biến hạt nhân quốc tế và sự ổn định, hòa bình ở Trung Đông. Ông Vương nói thêm, hành vi bắt nạt đơn phương của Mỹ là gốc rễ của vấn đề hạt nhân Iran
và việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran là điều đúng đắn, hợp lý để trở lại thỏa thuận toàn diện đó. Trước đây, Bắc Kinh từng đe dọa sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả nếu như Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á, điều mà chính quyền Donald Trump từng ám chỉ sẽ thực hiện, đồng thời hối thúc các đồng minh của Mỹ không chấp nhận trở thành nơi đặt những vũ khí này. Trung Quốc cũng phản ứng giận dữ khi hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối được lắp đặt ở Hàn Quốc và khuấy động một làn sóng tẩy chay kinh tế không chính thức. Ông Vương Nghị nói và ám chỉ Mỹ, Trung Quốc phản đối việc triển khai này và cả việc triển khai các hệ thống phòng chống tên lửa ở khu vực và trên toàn cầu gây ảnh hưởng tới sự ổn định chiến lược của một quốc gia nhất định. Và Trung Quốc phản đối việc một quốc gia triển khai các tên lửa đạn đạo tầm trung ở các nước láng giềng của các nước khác. Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng mặc dù Trung Quốc không bao giờ cạnh tranh với bất kỳ quốc gia nào về số lượng hay quy mô kho vũ khí hạt nhân, nhưng hai cường quốc hạt nhân hùng mạnh nhất nên cắt giảm thêm số lượng vũ khí hạt nhân của họ theo cách ràng buộc về pháp luật. Có thể không xác nhận và không thể đảo ngược, từ đó tạo nên những điều kiện thực tế, tiến trình giải pháp hạt nhân đa phương. Bắc Kinh hiện chưa công khai họ sở hữu bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, nhưng Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đưa ra con số là 320, tức ít hơn rất nhiều so với con số 54.000 của Nga và 70.000 của Mỹ. Úc quyết chơi lớn, chi 10 tỷ đô đối phó với nguy cơ xung đột ở Trung Quốc. Khoản chi phí 10 tỷ đô bao gồm thay mới và bảo dưỡng một loạt hệ thống bên trong tàu ngầm như động cơ, pin, các cảm biến. Mỗi tàu ngầm sau khi được tân trang sẽ hoạt động thêm khoảng một thập kỷ. Các tàu ngầm lớp Collins của Hải quân Úc sẽ hết hạn sử dụng vào năm 2026. Ước tính mỗi tàu cần 2 năm để tân trang và Úc vẫn duy trì ít nhất 5 tàu ngầm ở bất cứ thời điểm nào, theo tờ The Australian. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton nói, chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế về các mối đe dọa trong khu vực. Tàu ngầm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các mối đe dọa này. Kéo dài tuổi thọ hạm đội tàu ngầm cũng giúp Úc có thêm thời gian đàm phán với các đối tác về khoản chi phí 50 tỷ đô để đóng mới 12 tàu ngầm. Úc muốn mua dây chuyền đóng tàu của Pháp để sản xuất và lắp ráp tàu ngầm ngay trong nước, giúp tiết kiệm chi phí. Ông Dutton nói, chúng tôi đang gặp vấn đề trong thỏa thuận với tập đoàn đóng tàu Naval Group của Nga. Hai bên cũng có những điều khoản chưa thể thống nhất. Đây cũng được coi là động thái tăng cường năng lực của quốc phòng Mỹ trong bối cảnh hạn nhiệt với Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạn nhiệt. Phát biểu ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói nguy cơ xung đột với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng. Thế giới đang đối mặt với những điều bất định chưa từng thấy kể từ năm 1930. Phát biểu về chính sách đối ngoại trước khi lên đường sang Anh, ông Morrison nói Úc sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế để đối phó Trung Quốc, giúp thế giới an toàn hơn. Ông Morrison nói nguy cơ tính toán sai lầm và xung đột đang ngày càng gia tăng. Lợi thế về công nghệ của Úc và các đồng minh đang ngày càng bị thu hẹp. Ông Morrison khẳng định Úc sẽ chi 270 tỷ đô để nâng cấp năng lực quốc phòng trong 10 năm tới, bổ sung thêm các hệ thống tên lửa phòng không, máy bay không người lái, pháo tự hành, v.v. Tháng trước, tờ Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài xã luận nhắc đến việc nã tên lửa lãnh thổ Úc nếu nước này theo báo cáo bảo vệ Đài Loan. Trung Quốc có các tên lửa đạn đạo tầm xa đủ sức vươn tới lãnh thổ của Úc và Mỹ. Trong trường hợp xung đột nổ ra, Bắc Kinh có thể sử dụng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong để tấn công một số căn cứ chung của Mỹ và Úc trên đất Úc. Mỹ gửi nhiều vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine để đối đầu với Nga. Mới đây, Lầu Năm Góc đã công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 150 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm radar, thiết bị tác chiến điện tử và công nghệ chống máy bay không người lái để hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Nga. Mặc dù các khoản tiền đã được Quốc hội cam kết, thông báo của Bộ Quốc phòng nêu chi tiết cụ thể cách quân đội Mỹ sẽ phân bổ hỗ trợ dành cho Ukraine trước khi kết thúc năm tài chính của chính phủ Mỹ vào tháng 9. Đợt hỗ trợ mới nhất có tổng trị giá 125 triệu đô mà Lầu Năm Góc đã công bố vào ngày 1 tháng 3, bao gồm các tàu tuần tra MARS thứ 6 được trang bị vũ khí. Căng thẳng bùng phát trở lại trong những tháng đầu năm 2021 sau khi cả chính quyền Kiev và Moscow đổ lỗi cho việc gia tăng giao tranh ở Donbass và phía Nga đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tập trung quân đội ở biên giới với Ukraine và ở Crimea. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai, ngày 7 tháng 6 rằng Mỹ sẽ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh
giữa ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Geneva vào ngày 16 tháng 6. Lầu Năm Góc cho biết hỗ trợ an ninh của Mỹ bao gồm các loại vũ khí nhằm nâng cao khả năng sát thương, chỉ huy và kiểm soát, cũng như nhận thức tình huống cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine sẽ được nhận radar hiện đại, hệ thống chống máy bay không người lái, thiết bị liên lạc an toàn, tác chiến điện tử và thiết bị sơ tán quân y. Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp các thiết bị cũng như hỗ trợ đào tạo để cải thiện an toàn hoạt động và năng lực của các căn cứ không quân Ukraine. Sự hỗ trợ của Mỹ được tiến hành ngay sau tuyên bố của Lầu Năm Góc rằng Ukraine đã đạt đủ tiến độ trong cải cách quốc phòng trong năm nay, theo yêu cầu của luật pháp Mỹ. Khi còn là Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã bị Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo luận tội vào năm 2019 sau khi cáo buộc ông sử dụng viện trợ của Mỹ làm đòn bẩy để ép buộc Ukraine bôi nhọ ông Joe Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Thượng viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo sau đó đã tuyên bố tráng án cho ông Trump. Tướng Mỹ bất ngờ tiết lộ cách NATO chặn đứng Nga trên Biển Đen. Tướng Mỹ về hưu Ben's Horgate nói trong một hội nghị qua Internet về chiến lược mà các nước phương Tây nên tuân theo để ngăn chặn áp lực từ Nga. Theo ông, phương Tây nên tăng cường sự hiện diện và số lượng các cuộc tập trận chung đa quốc gia ở khu vực Biển Đen. Vị cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu cho biết rằng mục đích của những hành động như vậy là để Nga buộc phải phản ứng với các hành động của phương Tây, chứ không phải ngược lại. Đây là thực tế mà theo quan điểm của ông, được cho là đang xảy ra hiện nay. Horgate tin tưởng phát biểu, hầu như không có lực lượng nào bị điều chuyển ra khỏi khu vực đó. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu kể câu chuyện cổ tích rằng đó chỉ là các cuộc tập trận và sau đó các binh sĩ sẽ trở về doanh trại. Ngay cả một trung úy ở Fort Benning, căn cứ quân đội Hoa Kỳ, cũng không giây phút nào tin được là những người lính này đã biến đi, họ vẫn còn ở đó. VA tính về hưu này lưu ý không nên cẩn thận quá và lo sợ các hành động của NATO sẽ giống như sự khiêu khích mà giới quan chức quân đội về truyền thông Nga thường nói. Vị tướng này còn cho rằng mùa hè năm 2021 sẽ dài, tồi tệ và nóng nực đối với Ukraine. Theo ông, phản ứng của phương Tây đối với hành vi quốc gia xâm lược sau sự kiện năm 2014 là không đủ. Do đó, ông kêu gọi các đối tác của chính quyền Kiev lần này nên tích cực hơn. Trước đó, chính các quan chức NATO cũng giải thích về sự gia tăng sự hiện diện của mình ở Biển Đen là nhằm bảo đảm an ninh chung cho các đồng minh trong khu vực Biển Đen. Đây là ưu tiên hàng đầu của NATO. Tổng thư ký Jens Stoltenberg phát biểu, theo quan chức cấp cao của NATO, an ninh Biển Đen là ưu tiên của NATO và Georgia. Khối này lo ngại việc tăng cường lực lượng quân sự của Nga trong khu vực. Do đó, họ sẽ nỗ lực tăng cường sự hiện diện của mình ở Biển Đen nhằm ngăn chặn bước tiến của Moscow. Vị quan chức cấp cao này cũng tuyên bố ủng hộ chủ quyền của các đồng minh NATO trên Biển Đen, ví dụ như Georgia với các khu vực Abkhazia và Nam Ossetia, Ukraine với Crimea và Donbass, đồng thời kêu gọi Nga từ bỏ hoặc chấm dứt công nhận các chủ quyền phi pháp, rút toàn bộ quân đội của mình khỏi các vùng lãnh thổ đó. Bình luận về các tuyên bố mạnh bạo của NATO trên Biển Đen, Moscow chỉ thông báo về những hoạt động khiêu khích chưa từng thấy của NATO ở sát gần biên giới quốc gia của Nga. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Moscow sẽ tính đến hoạt động của NATO trong chính sách đối ngoại và kế hoạch quân sự của mình. Còn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng cũng sẽ không bỏ qua những hành động có thể gây nguy hại cho lợi ích của đất nước. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Cảm ơn quý vị và xin chào, hẹn gặp lại!